cho tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm clip này về việc đứng tốt đô đi rừng nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì trong này đồng đội mình nó không có ai gọi là đi rừng hết các bạn ạ. Chọn Vera xong rồi pick thêm Chrissy. Nói chung là hai vị đứng pháp sư mà không ai đi rừng. Thế là mình nhé. Cầm Toro đi rừng full dam cho anh em xem luôn. Lúc video ngày hôm qua đỉnh lên xong ấy, có bạn ấy bình luận kêu mình làm clip về vị tướng Toro lên dam đi. Thì sau khi mà mình đọc bình luận xong thì mình vào mình chuyển luôn cho anh em xem. Trong cái video ngày hôm trước có bạn kêu mình cầm Toro đi rừng đấy, nhưng mà mình nghĩ rằng là không nên làm tại vì đồng đội mình nó không cho ấy các bạn. Thật vô tình trận này. Êm chịt nha các bạn. Có Toro luôn. Đúng ý của các bạn chưa? Đấy, Toro đi rừng full dam. Full dam thì mình sẽ lên cho nó khi kiếm chi hồn này. Lên kiếm chắc là hợp lý anh em nhỉ. Thế mình thấy là như vậy. Mình sẽ cử dụng cái kiếm chi hồn đi rừng nha các bạn. Còn cái trang bị của mình thì mình sẽ lên tốc độ đánh nha. Ví dụ như là gươm sấm sét, nó có tốc độ đánh này, nó có cái tỷ lệ chí mạng này, nó có thêm cả cái điện nó giật sét nữa, có cả sét nữa các bạn. Ăn quái mình nghĩ rằng nó sẽ nhanh hơn. Toro đi rừng mà kiểu như thế này thì mình thấy rằng nó hơi khó khăn ấy. Nó cái điểm khó nhất của vị tướng Toro đi rừng này như này kiểu như phế nhất ấy. Mình nghĩ rằng đó chính là cái tốc độ ăn quái nó rất là chậm các bạn ạ. Bởi vậy đi rừng nó không có xịn sò, tại trợ thủ mà đi rừng mà ăn quái nó hơi lâu là bình thường các bạn. Chứ nếu mà ăn quái nhanh ấy thì người ta lại cầm đi rừng hết rồi. Chả có ai cầm Toro đi support bao giờ đâu. Thế là hôm nay mình sẽ được trải nghiệm Toro đi rừng nhé. Không biết rằng cái trận này nó sẽ như thế nào đây. Nhưng mà nếu như mà mình mà chơi theo cái kiểu gọi là bình thường mà được đồng đội mình nó hỗ trợ ấy thì biết đâu bất ngờ. Ủa Chrissy à? Bạn ơi, bạn đi rừng mà bạn không cầm chính trị, bạn cũng đi ăn quái được của tôi nữa bạn. Vãi ở chỗ, wow, lùm bùm lao lên như một vị thần. Xong rồi đẩy mình vào, hất tung cả vị tướng Chrissy lên, quá ghê gớm. Cái gì đây bạn? Silica à? Hừ quá nhở. Ô, nó bị đồng đội mình nó dí đánh như tụt quần luôn rồi kìa. Ôi thôi xong. À. Từ từ nha. Ái chà chè. Mình sẽ gọi là ăn cái con rồng này nhưng mà thấy các bạn đông quá. Chắc có lẽ là ui giời, hất tung đến từ Chrissy 1 2 3. Hất tung đến từ Toro, trưởng cho ai húc 1 chiếc 1. Ui giời ơi, lụm lúa được một mạng rồi anh em ơi. Ủa? Sao mà team mình có vẻ dễ chơi thế nhỉ? Có cái gì đó sai sai ở đây ấy, anh em ơi. What the hell? Có khi nào gặp boss không ta? Hiện tại cái nick này đang ở rank tinh anh 4 các bạn ạ. Tôi không biết làm sao mà nếu mà mình lại gặp boss trận này nữa thì có khả năng là sẽ thắng nha các bạn. Nếu gặp boss thì 100% sẽ thắng, nhưng mà mình thấy cái khả năng đúng các bạn ạ. Mới vào tôi đã 8-0 thế này rồi, đánh đấm kiểu gì? Ấy chà chà, lại vô tình lại gặp boss à? Nhớ hiểu sao đánh tinh anh là đánh toàn boss à? Bùm bùm cha cha yeah. Đánh tinh anh toàn boss không thế này thì trời nó sẽ hơi bị chán nhở. Mà không hiểu sao có nhiều bạn lại nhắn cho mình hỏi cày thuê, cày thuê lấy cầu thủ. Các bạn đang ở đánh tinh anh mà cày thuê là sao? Ủa alo. Đánh với boss mà anh em không đánh được à? Cày á? Mấy con boss này mình chỉ cần vào mình gọi là không cần đánh luôn, đồng đội mình nó cũng đánh được mà. Trời ơi, đánh với boss nó dễ muốn chết mà anh em đi cày thuê. Chết luôn à. Vậy là không được rồi nha. Bây giờ làm sao? Hất tung con lùa xanh này. Quấn nó lên cho nó cái kiếm chi hồn nè, đầu tiên nè. Giày thì phải có giày các bạn. Để xem thử coi. Hất tùng thả bướm này chết toi luôn kìa. Ôi ôi ôi. Ta chỉ lao vào như một vị thần ấy. Hiếp liệt thiệt. Hình như cái bạn Chrissy này lúc đầu là bạn ấy tính đi rừng các bạn ạ. Nhưng mà không cầm chừng trị. Ôi dồi ôi chưa. Đi rừng không cầm chừng trị là Chrissy anh em ơi. Quá trời ôi dồi ôi luôn. À con hàng. 1 2 3. Bạp bạp chú. Ôi trời hư nè. 2 kill nha anh em. Dứt tụi nó.
mày hả mày, mày hả mày, hư đấy, vẫn chạy được luôn, nhưng mà chạy đâu chứ khỏi nắng. Có lẽ là mình sẽ lên cho nó cái giày du mục anh, à đâu, cái giày hộ vệ anh em ạ. Tại vì cái con này bản chất của nó là trâu bò, nhưng mà mình lên giày kiên cường thì nó sẽ không có cái gì gọi là ấy, lại lên 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 cái giày hộ vệ thì sẽ được giảm 15% sát thương đính thường. Thấy nó cũng hay chứ bộ. Tí nữa thì bây giờ mình sẽ lên cho nó full dam rồi. Tiếp theo thì mình sẽ lên cho nó gươm sấm sét nha. Bắt buộc phải lên gươm sấm sét rồi anh em ơi. Wow 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 wow. Hất tung kìa. Ghê quá đề. Thiệt là ghê quá đề. Chơi nó. Xúc nó. Ui da. Ăn quái hơi lâu các bạn ạ. Nhưng mà đến khi mà mình lên được cho nó cái món trang bị gươm sấm sét thì mình nghĩ rằng ăn sẽ nhanh đấy. Gươm xong, khi mà mình lên gươm sấm sét xong rồi mình sẽ lên cho nó cái phước hợp kiếm nha các bạn. Phước hợp kiếm xong rồi mình sẽ lên cho nó phước kiếm thì nó có cái nội tại cũng hay. Ăn quái có lẽ sẽ giúp cho mình ăn quái nhanh hơn một chút. Sau khi hợp kiếm thì mình sẽ lên cho nó cái thanh kiếm các bạn. Để làm gì? Để cho nó có tỷ lệ chí mạng ấy. Cái đó lên ngon á. Ăn quái nó sẽ mạnh này. Rồi gọi là ăn có khi khả năng gọi là kẽ được mạng của đồng đội luôn á. Khi mà bị tướng Toro lại lên tanh ấy, mà đi support ấy, thì sát thương chủ yếu của vị tướng Toro nó đến từ cái chiêu 2 là chính các bạn. Tại vì đánh thường của nó cũng không xi nhê đâu. Đó, sát thương chủ yếu chính đến từ chiêu 2. Bởi vậy đâm ra thì Toro nó chỉ cần trâu thôi, chứ nó không cần làm gì nhiều. Đôi lúc nó vẫn có thể ăn mạng. Và khi mà mình muốn ăn mạng nhiều thì mình có thể cầm bổ trợ bục phá nữa. Cái quan trọng nhất là bục phá đó anh em. Còn đi rừng cái này thì có lẽ cái sát thương khá là lớn thì đến từ cái trừng trị. Đánh gần chết hoặc đồng đội đánh gần chết mình chạy ra mình KS. Đấy hợp lý luôn. Vô kèo. Vô kèo. Gõ cốc 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 cốc. Gõ cốc 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 cốc. Hay quá anh ơi. 1, 2, 3, KS không thành công. Thiệt là ghê quá đi. Tí nữa là KS thành công rồi các bạn. Điên quái nào, điên quái nào. Nha, xui xui sao trận này. Được đi rừng mà, cầm Toro được đi rừng mà lại gặp boss. Chán, chả hiểu kiểu gì luôn. Phối hợp kiếm nha anh em. Đó, có gươm sấm sét rồi nè, bây giờ bắt đầu đánh nhanh rồi nè. Này, đấm này nó có gươm sét nó nổ như là con rồng các bạn. Bầm 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 quốc luôn chiêu cuối ăn cho nó nhanh nha. Mấy ăn rừng lâu muốn chết à, lên hai món rồi mà chưa xi nhê. Kiếm chi hồn được gươm sấm sét rồi mà không xi nhê lắm. Đang lên cho nó cây phúc hợp kiếm các bạn ạ. Đó, ok con dê lượm liền. Pam 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 lên trời. Bùng bún. Chơi nó. Bây giờ Toro nó mổ các bạn ạ. Nhìn nó đánh quái nó mổ bốc 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 bốc, nhìn nó tếu tếu anh em ơi. Đây mọi người cho mình xem nó mổ này. Mổ này, mổ này. Chết mà nè, rồng xanh nó gồng luôn. Dứt cái con bùi xanh này cho nó nhanh luôn. Nè, đi ra mổ cho anh em xem này. Mổ này, mổ này, mổ này. Ôi. Nó còn nổ chí mạng nữa thì sát thương hơi bị ghê đó. Mấy trăm luôn á. Mổ nè. Mổ nó, mổ nó. Mày không xi nhê các bạn ạ. Con tờ thần một cánh không xi nhê nhưng mà thôi mình đi ăn mạng đi. Wow, thì cái đông quá đây. Cúc cúc ra. 1, 2, 3. Lên trời. Yeah. Xúc nó luôn, mổ nó luôn, chơi đó. Mày nháo nháo hả mày? Mày láo nháo hả mày? Một em đã nằm xuống. Ui giời ơi, ui giời ơi. Nguyên một đám chết sạch sàn sàn luôn. Không còn gì cho em mình gọi là, không còn gì cho mình gọi là KS luôn. Quái cái trưởng thì chứ, từ từ anh em ơi, để mình lên đồ cho nó mấy món cho nó tình hình xem sao coi nào. Bảo sao trận này chơi ngon thế. Toro đi rừng.
ảo ma quá là đa luôn. Thì ra là gặp boss anh em ạ. Nhưng mà tem mình nó là người, nó cho mình đi rừng thì cũng hay chứ bộ. Nó mổ ấy, các bạn thấy nó mổ không? Cóc nè, cóc nè, cóc nè, nó nhìn nó mổ trông téo rồi chứ. Phúc nè, hỏn mày đâu rồi, lên cho nó thánh kiếm anh em ơi. Thánh kiếm, thánh kiếm, lên thánh kiếm. Thánh kiếm nó mới ăn nhanh được các bạn. Nó nổ chí mạng ấy, nó mới nhanh, nhanh, nhanh chết con quái á. Chứ bây giờ mình thấy nó vẫn hơi chậm này. Tuy đánh nhanh rồi đấy nhưng mà ăn quái lâu quá. Ăn quái rừng lâu quá, ăn lính thì có lẽ sẽ nhanh nhưng mà ăn quái rừng lâu thiệt chứ. Thì mình lên mình ăn mạng cái coi. Ê! Hello, hello baby. Bùm. Kiếm mạng ăn chơi coi. Gõ vào đầu nè, mổ nè. Ai dạ, ai dạ, ai, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây. Tính kéo bầy kéo đàn lên ăn tôi cái gì. Kéo đây. Ôi, tôi sợ mấy bạn quá. Mổ cóc 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 như chim mổ các bạn. Mày, mày, mày. Đây nè, lượm nó. Wow. Ái à. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. 1, 2, 3. Lên nào, lên nào. Wow, đông quá trời, đông luôn. Nạn lá đánh võng. Ui da, ui da, mẹ cái thằng kia nó vẫn gắn mình. Nó vẫn bắn mình cơ hoàn. Mẹ, tí nữa thì bị con mấy con boss này nó giết nhục mặt luôn. Hình quá không bị chết anh em ơi. Thôi, đi về ăn bùa cái nào. Sắp full đồ rồi. Bùm bùm gồng muốn chịu cuối luôn. Ăn quái cho nó nhanh nè, đánh quái nè anh em thấy nó nổ chưa. Hỏi chưa lên được thánh kiếm mà nó nổ chí mạng cái là cũng ngon nha. Chỉ sợ nó không nổ chí mạng nó ăn lâu thôi, chứ nổ chí mạng thì đam nó to, nó nhanh lắm các bạn, ăn quái nhanh lắm. Cóc một cái nè. Ê dứt chịu cuối luôn, lấm nó luôn, lấm nó luôn. Phải ăn quái để lên đồ anh em ơi, để xem như thế nào chứ mình biết chắc trận này sẽ thắng rồi đó. Ok, có thanh kiếm rồi nha các bạn, đã có thanh kiếm rồi nha anh em. Băm băm đó, nó mổ kìa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lên cho nó cái thương xuyên phá nha các bạn. Sau khi mà lên thanh kiếm xong rồi mình sẽ lên cho nó cái thương xuyên phá. Wow, tiếng đông quá đi, đứng lại cho tôi cái chơi cái nào. Cút cút ra, hãy xem đây. Yeah. Ui giời ơi. Chán nhê. Tí nữa thì mình gọi là trừng trị được là mình KS luôn ấy. Có ý đồ cá đấy, lao tới cái chiêu cuối để mình gọi là trừng trị là chính thôi. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì nó chết mất tiêu rồi. Chán thật đấy. Eo. Thôi xong, thắng rồi đấy anh em ơi. Tiếc ghê ấy, chưa phun đồ mà đã phải thắng. Trời ơi, nó chán gì đâu luôn á. Để cho tôi lên thương xuyên phá cái là ngon luôn rồi. Đó, ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Mặc dù trận này mình gặp boss nhưng mà mình cũng đã lên co vị tướng Toru gọi là full dam đi rừng rồi đấy, anh em thấy sao? Ăn rừng khá là chậm đúng không? Chậm như thế này mà lên như thế này sẽ chống chịu thì không có. Rất là dễ bị thêm bạn mà nó biết chơi ấy. Nó bẻ gọi là chân luôn á, không đi được luôn á, quéo quéo luôn á. Thì nói chung là mình sẽ làm những cái video gọi là lạ lạ một chút, những cái bộ trang bị nó hơi độc lạ một tí. Anh em xem clip vui vẻ nha. Rồi xong lên tinh anh 3 luôn. Họ ơi game tinh anh toàn gặp boss. Chán. Ok, cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Bye bye. Giờ mình nghỉ này.